tư thế cây cầu, nằm thẳng trên đất, hô hấp sâu, gập hai đầu gối, hai gót chân áp sát phần mông, dang hai chân ra, hít vào, nâng phần mông khỏi mặt đất, hai tay đỡ phần thắt lưng. Từ từ duỗi thẳng chân, cố hết sức duỗi thẳng ra. Giữ tư thế này trong vài giây, hô hấp đều. Cánh tay từ từ buông khỏi phần thắt lưng, để cánh tay, đầu, phần cổ, chân vẫn ở trên đất. Các bộ phận khác thì không được tiếp đất. Giúp tăng cường sức lực ở phần cột sống và thắt lưng. Thông thường, các bạn tập từ 4 đến 6 lần. Lặp lại động tác. Động tác này có thể giúp cho phần bụng ở nam giới, cánh tay và phần chân càng tăng sức lực, kích thích cột sống, thắt lưng. Đó chính là điều khiển vùng quan trọng của chức năng cơ thể, kích thích mạnh vùng phía sau lưng, làm cho tốc độ hồi phục năng lực được nâng cao, co ép phần bụng, loại trừ đi mỡ ở phần bụng. Thẳng hai chân, thả lỏng. Chú ý, khi thu hai chân về, đỡ phần thắt lưng hạ xuống. Duỗi thẳng hai chân, thả lỏng cơ thể,